Kính chào quý vị các bạn. Bây giờ mời quý vị các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Truyền Bạc Liêu. Hôm nay Chủ nhật ngày 6 tháng 5 năm 2018, chương trình tối nay có những thông tin đáng chú ý sau. Diễn lời hội nghị thông qua kế hoạch văn kiện diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2018. Người dân Bạc Liêu kỳ vọng vào hội nghị Trung ương 7. Dưỡng tôm giống trong ao dèo, mô hình sản xuất đạt hiệu quả cao ở huyện dân. Bao giờ trật tự xây dựng ở thành phố Bạc Liêu được thiết lập khi tình trạng xây dựng trái phép cứ tái diễn? Huyện ủy, Ủy ban dân huyện Vĩnh Lợi vừa tổ chức hội nghị thông qua kế hoạch diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2018, chuyển hoạt động từ thời bình sang tình trạng khẩn cấp về quốc phòng đối với một số ban ngành huyện và xã thị trấn. Dự và đóng góp chỉnh sửa các kế hoạch có đại tá Phạm Hồng Lạc, tham mưu phó Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cùng lãnh đạo các phòng ban chuyên môn thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Bình Tân, Bí thư huyện ủy Vĩnh Lợi, đồng chí Từ Minh Phúc, Chủ tịch Ủy ban dân huyện. Tại hội nghị, các đơn vị gồm Ban dân vận huyện ủy, Phòng Tài chính kế hoạch, Phòng văn hóa thông tin, Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn, xã Châu Thới và thị trấn Châu Hưng lần lượt thông qua các nội dung kế hoạch văn kiện chuyển hoạt động từ thời bình sang tình trạng khẩn cấp về quốc phòng để các phòng ban chuyên môn thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đóng góp chỉnh sửa các nội dung kế hoạch trước thời gian diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2018. Sau khi nghe các ban ngành và xã thị trấn thông qua nội dung kế hoạch chuyển hoạt động từ thời bình sang tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, từng phòng ban chuyên môn thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã đề nghị các địa phương đơn vị cần chỉnh sửa lại một số nội dung và chức năng nhiệm vụ của mình sát với tình hình thực tế, chỉnh sửa lại mốc thời gian của từng ngành phù hợp với kế hoạch của huyện ủy, Ủy ban dân huyện. Thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và chỉ thị 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, cùng với việc triển khai quán triệt chỉ thị cho toàn thể cán bộ đảng viên từ huyện đến cơ sở, thời gian qua, huyện ủy Hòa Bình còn đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, từ đó giúp cho cán bộ đảng viên nâng cao nhận thức trong việc học tập và làm theo Bác, từ đó chuyển từ việc học tập sang làm theo gương Bác bằng những công trình phần việc thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ được giao cũng như phục vụ nhân dân. Bằng nhiều hình thức tuyên truyền phong phú đa dạng, huyện ủy Hòa Bình đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị treo khẩu hiệu hành động thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và treo ảnh Bác tại những nơi trang trọng nhất. Huyện đã tiến hành xây dựng, thay đổi nội dung hình thức 14 cụm pano áp phích tại các khu dân cư tập trung. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như thông qua hệ thống truyền thanh, phát thanh truyền hình, cổng thông tin điện tử. Nội dung tuyên truyền bám sát vào chủ đề của từng năm, nêu gương điển hình người tốt việc tốt trong học tập và làm theo gương Bác, qua đó nhằm nhân rộng những nhân tố tích cực trong toàn huyện. Công tác tuyên truyền thời gian qua đã có tác động tích cực, đưa việc học tập và làm theo gương Bác đi vào chiều sâu, bằng hình thức trực quan sinh động, nội dung ngắn gọn xúc tích đã giúp cho cán bộ đảng viên và nhân dân hiểu sâu sắc hơn về thân thế sự nghiệp, tấm gương đạo đức phong cách Bác Hồ, từ đó tự giác thực hiện việc học tập và làm theo gương Bác một cách hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, theo dự kiến, sáng mai ngày 7 tháng 5, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7 khóa 12 sẽ chính thức khai mạc tại thủ đô Hà Nội. Đây là một sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của Đảng và đất nước. Tại hội nghị lần này, dự kiến Ban chấp hành Trung ương Đảng sẽ tập trung bàn thảo và cho ý kiến quyết định những vấn đề quan trọng của Đảng và đất nước như công tác cán bộ, vấn đề cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội, cùng với một số nội dung quan trọng khác. Cũng như nhiều địa phương trong cả nước, tại Bạc Liêu, người dân rất quan tâm, theo dõi, hướng về hội nghị Ban chấp hành Trung Đảng lần thứ 7 khóa 12 với niềm tin và nhiều kỳ vọng. Theo dự kiến, hội nghị Ban chấp hành Trung Đảng lần thứ 7 khóa 12 sẽ tập trung bàn thảo và cho ý kiến các vấn đề báo cáo như đề án tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm với nhiệm vụ. Đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các doanh nghiệp. Đề án cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Cùng với đó, hội nghị cũng sẽ xem xét báo cáo về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng, nhằm hướng tới tạo ra một bước đột phá mới, đưa đất nước ta bước vững chắc vào giai đoạn hội nhập và phát triển, tạo niềm tin sâu sắc của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng, vào một nhà nước của dân, do dân và vì dân. Với dự kiến về những nội dung sẽ được bàn thảo tại hội nghị đã được chuyển tải qua các phương tiện thông tin đại chúng. Những ngày qua, nhân dân tỉnh Bạc Liêu quan tâm theo dõi sát sao sự kiện này và đặt nhiều kỳ vọng và niềm tin vào hội nghị. Đáng lưu ý là đề án về chính sách cải cách tiền lương là vấn đề được quan tâm nhiều nhất. Nhiều người cho rằng thời gian qua dù nhà nước đã có nhiều cơ chế chính sách về cải cách tiền lương, song thực tế hiện nay cho thấy vẫn còn một số bất cập nhất định. Bởi với mức chi trả lương hiện nay thì thu nhập của người lao động khó có thể sống được bằng lương. Cái vấn đề mà cải cách tiền lương đó, thì đây là vấn đề mà bản thân tôi cũng như là xã hội đang quan tâm, rất quan tâm. Đó, thì trong thời gian vừa qua đó thì chúng ta thấy là cái vấn đề cải cách tiền lương chúng ta nó còn có nhiều cái bất cập. Ví dụ như là cái vấn đề là
chưa đảm bảo cái đời sống cho công chức, viên chức, người lao động, hay là cái vấn đề là chưa có khuyến khích được cái năng lực cống hiến của cán bộ công viên chức, cũng như là chưa tính đúng tính đủ, bản lương chưa phù hợp. Cho nên là tôi thì thấy rằng nếu như kỳ họp mà Ban Chấp hành Trung ương Đảng sẽ diễn ra tới đây thì mong rằng là Ban Chấp hành sẽ quan tâm làm sao mà cái chính sách tiền lương phải được nâng lên, phải được đảm bảo cho người lao động. Đó là một cái kỳ vọng mà trong không chỉ bản thân tôi mà cho tất cả các cái giới lao động cũng như là công nhân chức. Cùng hướng về hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7 khóa 12 với nhiều kỳ vọng, song theo chị Trang Nguyễn Anh Thư, công tác tại tỉnh đoàn Bạc Liêu, chị luôn đặt niềm tin và kỳ vọng vào hội nghị với mong muốn trong hội nghị lần này, công tác cán bộ sẽ được Ban Chấp hành Trung ương bàn thảo và quyết định sáng suốt. Bởi theo chị Thư, thời gian qua Đảng, Nhà nước đã có nhiều cơ chế chính sách về vấn đề này, nhưng chung quy lại thì thực tế vẫn còn những bất cập nhất định, nhất là công tác đào tạo, bồi dưỡng và chế độ đãi ngộ cho cán bộ, viên chức hiện tại vẫn chưa thực sự thu hút được người tài vào lao động trong lĩnh vực công. Thậm chí còn xảy ra tình trạng người có trình độ năng lực bỏ lĩnh vực công để tìm việc khác, nhất là những người trẻ có năng lực. Bản thân tôi thì rất là tin tưởng, kỳ vọng và mong muốn gửi gắm đến hội nghị lần này nhiều vấn đề. Trong đó thì tôi đặc biệt quan tâm về đó là chính sách cán bộ. Thì về cái công tác cán bộ thì trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta thì cũng đã có nhiều cái sự chăm lo về công tác cán bộ thông qua việc là ban hành nhiều những cái văn bản chỉ đạo, rồi công tác đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, quy hoạch cán bộ. Thì trong đó thì có nhiều những cái chính sách mới mang tính đột phá và phù hợp với thời kỳ mới. Thì trong thời gian tới thì tôi mong muốn rằng Đảng và Nhà nước sẽ có nhiều những cái chính sách hơn nữa quan tâm đến công tác cán bộ, đặc biệt là công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ. Trong đó thì có nhiều hơn nữa những cái chính sách đãi ngộ cho tri thức trẻ, những nhân tài để tham gia, phục vụ và làm việc tại các cái cơ quan nhà nước, mà đặc biệt là những cái chính sách đãi ngộ đối với cán bộ trẻ tham gia phục vụ tại cơ sở và những cái xã vùng sâu vùng xa, rồi mạnh dạn bổ nhiệm những cái cán bộ trẻ có năng lực để tạo điều kiện cho họ phát triển và phấn đấu. Cũng theo dự kiến về nội dung chương trình nghị sự tại hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7 khóa 12, vấn đề tiền lương sẽ được bàn thảo một cách thấu đáo và có quyết sách hợp lý nhất, xử lý tốt những bất cập trong chính sách chi trả lương hiện tại, để hướng đến mục tiêu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có thể sống ổn định bằng tiền lương. Cùng với đó, hội nghị sẽ bàn thảo và quyết định về vấn đề công tác cán bộ, nhằm hướng đến làm tốt cả quy trình từ công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, sử dụng cán bộ sao cho hiệu quả nhất. Theo ông Nguyễn Hiền Lương, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu, thời gian gần đây, công tác cán bộ đã được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm thực hiện và đạt những kết quả nhất định. Mà nổi bật nhất là từ đầu nhiệm kỳ đại hội lần thứ 12 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng cho đến hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Và đến nay, công tác cán bộ đã thực sự có nhiều đổi mới, hướng đến việc nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của bộ máy công quyền. Song theo ông Nguyễn Hiền Lương, thì thực tế hiện nay vẫn còn một số bất cập cần xử lý. Đó là đâu đó vẫn còn xảy ra tình trạng chạy chức, chạy quyền, cũng như có những cán bộ công chức được dư luận gọi là ngồi nhầm ghế. Đối với hội nghị đó thì có chắc chắn là sẽ có nhiều nội dung, nhưng mà theo tôi được biết thì có những nội dung về vấn đề cán bộ, về vấn đề bố trí sắp xếp cán bộ, đề bạt cán bộ đó, thì cái này là cái rất quan trọng. Bởi vì cán bộ nó là vấn đề then chốt của mọi then chốt. Nếu là cán bộ cho nó tốt đó, đàng hoàng đúng đó, thì coi như đúng tiêu chuẩn đó, coi như là sẽ thúc đẩy đó, toàn diện đó. Thì như vậy đó thì vì sao đó tôi hy vọng cái này là bởi vì mình thấy đó, cái đã qua về mặt cơ bản mà nói đó thì quốc gia đất nước chúng ta đó là Đảng đã sắp xếp đó, bố trí cán bộ nó rất là tốt, nhất là những năm gần đây. Bố trí từ cái quy hoạch, rồi vấn đề đào tạo, rồi vấn đề sắp xếp cán bộ đó, nó đi vào một cái chuỗi, nghĩa là quy trình rất là chặt chẽ, rất là tốt. Tôi cũng thấy có những cái đó là đã qua trong thực tế thì cơ bản tốt vậy, nhưng mà cũng có mặt này mặt khác, nó cũng có những cái còn hạn chế của nó. Thì cho nên cái này tôi rất là tâm đắc,
mà tôi cũng rất là kỳ vọng cho cái sắp tới cái hội nghị lần thứ 7 của Ban Chấp hành Trung ương của mình đó, lần này đó nó sẽ có những cái quyết sách mà đặc biệt là vấn đề tổ chức cán bộ. Ngày mai 7 tháng 5, hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7 khóa 12 sẽ chính thức khai mạc với những nội dung đặc biệt quan trọng của Đảng và đất nước sẽ được hội nghị bàn thảo và quyết định. Người dân luôn đặt niềm tin và kỳ vọng vào hội nghị lần này sẽ đưa ra những quyết sách tối ưu nhất để đất nước ta phát triển vững chắc trong thời kỳ hội nhập, làm cho đời sống của người dân ngày càng phát triển. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7 khóa 12 trong các chương trình thời sự sau. Nhằm tạo điều kiện cho các đoàn viên thanh niên rèn luyện về thể lực và trí lực, nâng cao nhận thức cho cán bộ đoàn về ý thức rèn luyện thể dục thể thao, hôm qua tại Sở Nhi đồng tỉnh Bạc Liêu, tỉnh đoàn Bạc Liêu đăng cai tổ chức hội thao cán bộ đoàn cụm đồng bằng sông Hậu lần thứ tư năm 2018. Tham gia hội thao có gần 100 vận động viên là cán bộ đoàn của các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Hậu Giang, Cần Thơ, Kiên Giang và An Giang. Các vận động viên được chia ra thành các đội nam và nữ thi đấu 3 môn gồm bóng đá mini, cầu lông và hoạt động team building. Hội thao cán bộ đoàn cụm đồng bằng sông Hậu là hoạt động thường niên được tổ chức luân phiên tại các tỉnh trong khu vực. Qua hội thao, các cán bộ đoàn có dịp giao lưu, học tập và trao đổi kinh nghiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay. Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin xã Phong Thạnh Tây là một trong những đơn vị đã làm tốt công tác tạo nguồn lực và chăm lo đời sống hội viên, nên được thị xã Giá Rai chọn làm điểm chỉ đạo đại hội đại biểu hội nạn nhân chất độc da cam dioxin lần thứ 2, nhiệm kỳ 2018-2023, để các xã phường còn lại học tập, rút kinh nghiệm. 5 năm qua, hội đã làm tốt công tác tuyên truyền, từ đó được cấp ủy, chính quyền và người dân, các mạnh thường quân ủng hộ, tạo nguồn lực vật chất và điều kiện để giúp đỡ cho nhiều hội viên, người dân bị nhiễm chất độc hóa học có hoàn cảnh khó khăn, ổn định cuộc sống. Cụ thể, trong nhiệm kỳ, hội đã vận động tiền mặt và quà quyên ra tiền gần 200 triệu đồng, cất 3 căn nhà da cam dioxin tổng trị giá trên 150 triệu đồng. Trong nhiệm kỳ từ năm 2018 đến năm 2023, đại hội sẽ tập trung đẩy mạnh củng cố xây dựng và phát triển hội vững mạnh, cổ vũ mạnh mẽ những tấm gương vượt khó vươn lên chiến thắng bệnh tật, hòa nhập cộng đồng. Đại hội bầu Ban Chấp hành khóa mới và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên có 10 đại biểu. Trong thời gian qua, Ban chỉ đạo đổi mới kinh tế hợp tác và hợp tác xã phối hợp với Hội nông dân huyện Hồng Dân và Ủy ban dân các xã thị trấn tổ chức được hàng chục buổi tuyên truyền, vận động và đối thoại với hàng ngàn lượt nông dân thực hiện sản xuất theo chuỗi liên kết 4 nhà. Đại diện Hội nông dân và doanh nghiệp cũng như chính quyền các cấp đã trao đổi với bà con nông dân những lợi ích khi tham gia vào cánh đồng lớn, sản xuất lúa nguyên liệu cung ứng theo đơn đặt hàng, có ký kết bao tiêu lúa gạo của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, nông dân cũng yêu cầu nhà nước và doanh nghiệp cần quan tâm hơn đến chuyển giao khoa học kỹ thuật và xây dựng mô hình trình diễn giống lúa chất lượng cao, phát triển hệ thống thủy lợi khép kín và phát huy tốt hơn hiệu quả mô hình bơm tát tập trung ở vùng sản xuất liên kết. Đồng thời, các doanh nghiệp cũng cần giảm giá thành một số loại vật tư nông nghiệp và lúa giống, thu mua lúa sau thu hoạch giá thành phải bằng hoặc cao hơn giá thị trường. Tính đến nay, toàn huyện đã có gần 3.000 hecta sản xuất lúa được nông dân liên kết sản xuất với tập đoàn Lộc Trời và các công ty trong và ngoài tỉnh. Việc tham gia vào sản xuất với mô hình cánh đồng lớn, nông dân nâng cao năng suất, sản lượng, tạo ra lượng hàng hóa lớn, nâng cao chất lượng lúa gạo an toàn. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế nông nghiệp, thực hiện tốt tinh thần nghị quyết 02 của huyện ủy Hồng Dân khóa 12 về tập trung đầu tư phát triển kinh tế nông nghiệp toàn diện, bền vững giai đoạn 2016-2020. Thưa quý vị và các bạn, nuôi dưỡng tôm giống trong ao dèo khoảng 15 đến 20 ngày trước khi thả ra vuông tôm là hình thức sản xuất được nông dân huyện Hồng Dân áp dụng rộng rãi trong mô hình nuôi tôm quảng canh trong thời gian gần đây. Bởi hình thức này đã và đang khẳng định nhiều ưu điểm khi tôm lớn nhanh, đạt đầu con, ít dịch bệnh và năng suất thu hoạch cao. Một ưu điểm khác là nuôi dưỡng tôm giống trong ao còn giúp nông dân khắc phục khó khăn tạm thời khi nước mặn về trễ, không kịp thời vụ thả tôm. Mời quý vị và các bạn tìm hiểu kỹ hơn mô hình này qua phóng sự sau đây. Ao dèo có kích thước rất đa dạng tùy theo diện tích nuôi của người dân. Thông thường, nông dân chọn một góc ao, đắp bờ bao xung quanh để tạo ra ao dèo. Trước khi thả giống, ao dèo được cải tạo cẩn thận về độ mặn, pH phù hợp để tôm giống không bị sốc môi trường. Thời gian dèo tôm thường khoảng 15 đến 20 ngày. Theo ngành chức năng huyện, hình thức nuôi này hình thành và phát triển mạnh vào thời điểm thiếu nước mặn sản xuất. Bởi khi nước mặn về trễ, lo lắng việc nuôi tôm gặp khó khăn, không kịp thời vụ. Một số hộ dân tại huyện đã đi mua nước mặn nơi khác về hòa trong ao dèo để dưỡng tôm giống trước. Khi có nước mặn, nông dân đưa nước lên vuông và thả con giống trong ao dèo ra. Vì vậy, dù nhiều năm nay nước mặn về trễ, nhưng nông dân tại huyện vẫn theo kịp thời vụ. Không chỉ giúp nông dân giải quyết khó khăn khi thiếu nước mặn, mà hình thức sản xuất này còn thể hiện nhiều ưu điểm khi tôm lớn nhanh, đạt đầu con, ít dịch bệnh, nên được nông dân nhân rộng nhanh chóng. Ở đây thì theo mô hình đó là đã bền vững, là có khuôn dèo.
và để dèo xong rồi mới chuyển ra nó mới đạt đầu con, chứ mình thả lan thì nó không đạt. Do vậy bà con ta làm theo cái mô hình là khuôn dèo, nó hiệu quả gấp mấy chục lần cái kia. Bởi vì cái kia vụ mình thả bây giờ là 100.000 đi, 100.000 thì bắt khoảng chừng 15-20.000 con, còn cái này là để bắt 80.000 con đến 100 thiên thì nó cũng đạt khoảng 80%. Khi mình dèo thì ví dụ trong cái ao đầm mình ở ngoài là độ mặn 5/1000 thì ở trong mình 3/1000 mình chuyển ra là rất hợp tình, không có sốc tôm được. Do vậy thì người ta thấy cái mô hình này là người ta rất là phấn khởi. Theo ngành chức năng huyện, lâu nay người dân thường thả tôm giống trực tiếp vào ao nuôi, khiến tỷ lệ hao hụt rất lớn. Do giai đoạn này tôm còn nhỏ, khả năng thích ứng với sự biến đổi môi trường không tốt sẽ khiến tôm dễ bị chết. Trong khi đó, việc dưỡng tôm giống trong ao dèo có nhiều lợi thế, giúp người nuôi tăng tỷ lệ thành công. Bởi việc dèo tôm không chỉ khắc phục hao hụt tôm giống bởi các đối tượng địch hại như cá, cua, mà còn giúp tôm giống dần dần thích nghi với môi trường sống để phát triển tốt hơn. Phần lớn là người ta sẽ áp dụng cái phương pháp nuôi ao dèo, tức là hai giai đoạn. Giai đoạn đầu là thả bốt trong một cái ao dèo nhất định để người ta kiểm soát mật độ, và sau đó người ta thả ra. Thì cái phần lớn là nuôi mô hình này, chứ cái mô hình mà thả trực tiếp thì hiện nay cũng có nhưng mà nó không nhiều lắm. Ban đầu thì người ta sẽ thả tôm bốt, rồi sau đó khi mà tôm lớn lên thì người ta thả ra, thì người ta kiểm soát được cái số lượng này để người ta điều chỉnh mật nuôi cho nó hợp lý. Nếu mà trong cái vùng ít độ mặn á, thì người ta chuẩn bị ao dèo trước, người ta thả trong ao dèo, ở ngoài đó người ta có thời gian để người ta chuẩn bị gia cố cái bờ bao rồi cải tạo đồng ruộng nó kỹ hơn, thì hiệu quả nó sẽ cao hơn. Có thể nói, đối với mô hình nuôi tôm quảng canh kết hợp, mô hình tôm lúa, nếu mật độ tôm giống quá thưa sẽ ảnh hưởng đến năng suất thu hoạch. Tuy nhiên, nếu mật độ quá dày, tôm lại chậm lớn do thiếu thức ăn và cũng dễ phát sinh dịch bệnh. Vì vậy, việc dưỡng tôm giống trong ao dèo sẽ khắc phục được nhược điểm thiếu hoặc thừa lượng tôm giống. Bởi khi dèo tôm giống, người nuôi sẽ đảm bảo về tỷ lệ sống của tôm để quản lý được mật độ nuôi phù hợp hơn. Đồng thời, thời gian nuôi sẽ được rút ngắn và rủi ro về dịch bệnh cũng được cải thiện hơn. Thưa quý vị và các bạn, thời gian vừa qua, trong các chương trình thời sự, chúng tôi đã nhiều lần phản ánh tình trạng người dân lấn chiếm trái phép đất công tại các kênh rạch để xây dựng các công trình sử dụng cho gia đình. Song song đó là tình trạng xây dựng trái phép, không phép liên tục xảy ra, gây bức xúc trong dư luận. Thế nhưng suốt thời gian dài, thực trạng trên không được các ngành chức năng xử lý kiên quyết, mà ngược lại còn diễn ra nhiều hơn, phức tạp hơn. Thông qua tâm tư nguyện vọng cũng như sự bức xúc của người dân, câu chuyện cứu tường kỳ này một lần nữa xin được nhắc lại thực trạng trên với mong muốn trật tự đô thị, đặc biệt là trong lĩnh vực xây dựng được thiết lập, công tác quản lý đất đai của chính quyền địa phương và ngành chức năng được quan tâm kiện toàn, được thực thi một cách nghiêm minh, đảm bảo luật định. Theo số liệu thống kê mà chúng tôi có được, trong năm 2017, trên địa bàn thành phố Bạc Liêu có đến 200 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, tăng hơn 100 trường hợp so với năm 2016. Trong đó, vi phạm phổ biến nhất vẫn là xây dựng công trình không phép với 114 trường hợp. Kế đó là xây dựng sai quy hoạch đến 30 trường hợp. Với hành vi vi phạm trên, Ủy ban dân thành phố Bạc Liêu đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền trên 2 tỷ đồng. Thế rồi, các công trình trên cứ mặc nhiên được tồn tại. Vì trong cả năm 2017, không có một trường hợp nào bị cưỡng chế về xây dựng sai phép, trái phép. Đất công viên biến thành nhà riêng. Đất đã thu hồi, giờ lại trở thành công trình của chủ đất cũ, sang bán trái phép tràn lan, xây dựng trái phép ồ ạt, không cần thông qua bất cứ ngành chức năng hay cơ quan quản lý nào. Đó là một thực tế đang xảy ra trên địa bàn thành phố Bạc Liêu, mà bất cứ người dân nào trong khu vực cũng biết và bức xúc. Vậy ngành chức năng có trách nhiệm về quản lý xây dựng trật tự đang ở đâu? Đó là câu hỏi mà người dân đang bức xúc chờ câu trả lời, nhưng mãi vẫn chưa có được một câu trả lời thỏa đáng. Được biết, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chỉ thị số 01 yêu cầu chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh và xử lý nghiêm đối với các tổ chức cá nhân thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, tính thu nghĩa vụ tài chính về đất đai không đúng quy định của pháp luật. Cùng với đó là xử lý nghiêm các trường hợp buông lỏng quản lý để xảy ra tình trạng lấn chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép hoặc chậm đưa đất vào sử dụng mà không xử lý kịp thời. Đáng chú ý, Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm người đứng đầu của các cơ quan đơn vị buông lỏng quản lý để xảy ra tình trạng lấn chiếm, chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, giao đất không đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Kính chào tạm biệt.